Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công cách mạng luôn được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 122 đề nghị các địa phương, sở, ban ngành liên quan triển khai các hoạt động kỷ niệm đảm bảo tính trang trọng, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hàng năm, các hoạt động hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với lớp cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, mà thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng cũng được các địa phương triển khai sâu rộng. Tại hội nghị giao ban khối Đảng mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 2 năm 2022 diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ phải được lên kế hoạch chu đáo, gắn với các chương trình ý nghĩa, rà soát kỹ các đối tượng, tránh bỏ sót. Tập trung chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa chu đáo, vừa thiết thực, vừa không bỏ sót đối tượng, vừa có điểm nhấn trong cái năm kỷ niệm năm chẵng Ngày Thương binh Liệt sĩ, vừa tạo cái không khí uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây và cái đạo lý của mình bằng các hoạt động, nhất là mặt trận các đoàn thể, thì tôi đề nghị là hết sức quan tâm những cái hoạt động cụ thể như là thắp nến tri ân, như là thăm viếng các cái gia đình chính sách nghĩa trang, ít nhất là trên cái khu vực và trong đơn vị của mình, thì đề nghị các đồng chí có cái quan tâm vấn đề này. Hiện Đà Nẵng có hơn 110.000 đối tượng được xác nhận theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có khoảng 8.000 thương binh, bệnh binh. Một trong những hoạt động chính được tổ chức trong tháng 7 đền ơn đáp nghĩa là tổng kết chương trình cải thiện nhà ở, miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công giai đoạn 2014-2022, làm cơ sở cho việc triển khai chính sách mới theo quy định của pháp lệnh, đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm thì cũng được có cái chương trình tri ân, nhất là những các dịp lễ hội, những cái dịp mà ngày lao động, ngày thương binh xã hội thì cũng chăm lo cho đời sống của người dân, tặng quà, thăm hỏi, động viên. Ngoài ra thì một số đơn vị tài trợ lớn cũng có quan tâm, cũng đồng hành với quận, một mặt là trang trải một phần cuộc sống cho người dân, một phần là chăm lo cho đời sống về lâu là dài và sự cống hiến hy sinh của các thương binh. Thời gian qua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được thành phố tổ chức triển khai thường xuyên, từng ngày, từng giờ. Và ngày 27 tháng 7 trở thành dịp đặc biệt để người dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung hướng tấm lòng tri ân đến các thế hệ cha anh đi trước, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Qua đó nhắc nhở mỗi người ý thức về vai trò trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.